Khi mình làm tất cả những thứ liên quan đến cơ khí và bảo trì bảo dưỡng cho xe thì hiện tại con xe này đang đi trên cao tốc Long Thành Dầu Dây và chuẩn bị đến trạm dừng nghỉ. Thì khi đến trạm dừng nghỉ trước chỗ quẹo để đi Dầu Dây Phan Thiết và đi thẳng ra Đà Nẵng thì mình sẽ đổ xăng. Như bạn nhìn ở đây, giờ vào đây nè, xăng chỉ còn có một cái nấc cuối cùng thôi và đang tiến đến phần phần ở giữa ha. Rồi sẽ thay cái mức xăng rồi thì mình chia sẻ cho các bạn những thứ mà trước khi đi đến chỗ đổ xăng và trong cái vlog di chuyển trên xe mình sẽ chia sẻ thêm nhiều thứ nữa. Tuy nhiên phần đầu tiên mình chia sẻ đó là sau khi một khoảng thời gian sử dụng con mẹt EW211 thì cái câu của một anh bạn rất là đúng ở trên cái kênh Hay Xe đó, anh không có nói nhưng mà anh viết trên cái bài post của anh, đó là một chiếc xe sinh ra là xe sang, nó mãi là xe sang. Thì con W211 đó dù là nó là 2003-2004 nhưng cái hệ thống cách âm của nó rất là tốt. Và vì nó tốt nên khi mình ngồi lên con 204 này mình thấy đầu tiên là cách âm của nó quá dở. Kiến có một như xe chạy ngang một cái nè, mình đang chạy tốc độ là 80, ở phía ngoài là mình nhường bên tay trái là người ta vượt này, là mình phải đi bên tay phải nha, nó chạy chậm. Thì cái kính một lớp này cộng với cái khung sườn của xe dòng mạc C thì và những con beam dip 3 luôn, mình đảm bảo luôn thì nó cách âm không được tốt nha các bạn, cách âm không được tốt. Tiếp theo nữa, cái chất liệu da của những dòng mạc C beam 3 mà những người sử dụng rồi cũng sẽ hiểu được là nó sẽ có một cái gọi là nó bị mùi theo thời gian. Con này nó không bị nhiều bởi vì nó đã bọc lại cái dạng ghế da rồi, nhưng những cái như nhựa đây nè, nhựa nè, những cái da mà bọc trên tắp bi tắp đó, bên thành cửa tắp bi cửa nè, thì các bạn sẽ nhìn thấy là những cái da đó các bạn sẽ rất là khó để bọc lại, nên bọc lại ghế thì ok, nó mất 50% cái mùi, nhưng 50% mùi còn lại nó vẫn đến từ những cái nội thất này. Và anh bạn chủ xe khi nhận xe ngoài Đà Nẵng, anh bạn sẽ phải chăm sóc cái xe kỹ hơn theo ý của anh bạn. Phần tiếp theo là con xe này đặc biệt là mình không ngắt đường nóng. Tại sao? Con này nó không sử dụng trong Sài Gòn các bạn, nó sẽ đi ra Đà Nẵng. Mà thực ra Đà Nẵng thì nó là về phương Bắc nên ví dụ tháng 11, 12 Đà Nẵng lạnh không em? Lạnh đúng không? Dạ. Tương tác coi quay clip không nói tiếng nào vậy thanh niên? Em có phải người Đà Nẵng đâu mà anh hỏi. Ok, ai mấy bạn nào mà người Đà Nẵng thì trả lời giùm mình ha. Tại vì theo vật lý, theo vị trí địa lý thì Đà Nẵng nó nằm về phương phía trên của Việt Nam, thì đâu đó nó sai đường xích đạo thì về nguyên tắc nó sẽ lạnh hơn nếu vào tháng 10, 11, 12 gì đó mùa gió. Ok, mình giữ lại cái đường nóng cho anh bạn. Phần tiếp theo là mình ngay lập tức nhận ra đây, em quay cái khu vực chỗ này. Đây là cái đầu Android mà mình đã có chia sẻ với các bạn là cái người chủ cũ nâng cấp cho chiếc xe này. Và kết quả là rất là multimedia, rất là tiện lợi. Nhưng hậu quả thể hiện ngay bây giờ các bạn nhìn đây. Đây là 12 giờ trưa nha. 12 giờ trưa vẫn còn trên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Mình chạy vào cái đầu này đó, vừa mới nói luôn, khu vực nắng nó vô nè, nó ăn như nguyên cái đầu này rất là nóng. Nên cái tốc độ hư hao của những cái đầu Android mà đưa chồm ra, show cái mặt nó ra giữa trời nắng như vậy thì rất là nhanh hư, nhất là với những cái dòng aftermarket. Đó là lý do tại sao mà nếu các bạn mua xe giống như những con GLC, những con Mac, những con Beam đời mới, những con Audi đời mới, những cái đầu multimedia này người ta đều làm ẩn vô bên trong và nó có giá thành rất mắc. Bởi vì ngoài cái việc nó phù hợp với cái thiết kế nội thất của xe, nó còn có những thứ vừa để làm mát, vừa để thích nghi với cái việc vận hành của xe, chống rung, cao su, đệm này nọ. Đó lý do mà nó mắc. Còn chúng ta đang gắn những cái này là những cái hàng aftermarket và chúng ta đang mua rẻ hơn so với giá của hãng. Chứ đừng so cái kiểu mười mấy triệu, 20 triệu là mắc, các bạn phải so dùng cái ba rem nào đó. Thì những cái này đang là rẻ. Mà vì nó rẻ nên cái khả năng hư của nó vẫn rất là cao nha các bạn. Chạy qua chỗ dằn, gắn không kỹ, rung, hư, rớt vỉ mạch, rớt con chip, đâu biết được cái mối hàng của họ. Chạy dưới trời nắng, nắng chiếu vô nóng thấy bà nội luôn, cũng khả năng hư đồ điện tử.
đấy, đấy là thực tế nè. Hiện tại mình rời luôn cái là nóng hổi luôn, nhưng vì mình không coi phim, mình không chơi game, mình không làm gì hết, mình chỉ để cái màn hình này là nghe nhạc thôi. À rồi thì hiện tại là gần tới nếu các bạn nghe được một con K5, một con Focus vừa chạy qua, và cái âm này nó không có được tốt nên mình nghe được cái tiếng lốp của hai con xe nó chạy qua luôn nha. Thì hy vọng các bạn nghe được, còn nếu các bạn không nghe thì thôi, nếu có cái dịp trải nghiệm thì nên trải nghiệm thực tế. Con Mercedes này thì nó nhỏ nên khi mà mình ngồi Mercedes E thì nó cái phân khúc sedan hạng sang cỡ trung thì mình đã quen, nên việc đem xuống một cái, ngồi xuống một con sedan hạng sang cỡ nhỏ thì cái việc luồn lách đánh võng nó cũng khá là tiện lợi đó, mình lách khá là nhanh. Rồi hiện tại em có thể quay lên đây cái để trước khi đến trạm dừng nghỉ mình đổ xăng, thì con này nó đã chạy từ quận 7 để đi ra cao tốc Long Thành Dầu Dây, như các bạn nhìn thấy là nó đi được 44 km và mức tiêu hao nhiên liệu của nó là rơi vào 9.9. thì khi đi xa và đi lâu hơn nữa thì mức này nó sẽ giảm xuống, và khi mình đổ cái xăng lên thì mình sẽ có cái độ đo đạc về mức tiêu hao này cho các bạn nhìn thấy với cục máy 272 V6 hộp số 7 cấp đi cao tốc nó sẽ như thế nào nha. Rồi mọi người ha, thì hiện tại là tụi mình đang tiếp tục hành trình là sau khi dừng ở trạm dừng nghỉ, thì tại vì 12 giờ trưa nó trời hơi nóng mình không có quay được cái bên trong, thì sau khi mình đổ là 800 ngàn tiền xăng, mua một ly cà phê, ăn cái ổ bánh mì, người đi ké được ăn bánh mì, người chạy xe được uống ly cà phê, đó, không ăn nhau. Mình đổ 800 ngàn xăng, xe cũng được ăn uống, mình đang đi trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, chờ tí nha các bạn, chờ tí. Để mình lách cái này nè. Thì đương nhiên rồi, với mình chiếc xe này là chiếc xe mới nên đúng ra hồi nãy mình sẽ quay cái cốp mình đem theo những gì, tại vì cũng sẽ có những phần không an tâm thì mình lại không có quay, thì thôi bây giờ mình liệt kê. Mình đem theo trong cốp là một cái bịch đựng những cái cầu chì, trong trường hợp điện đóm này nó có vấn đề thì mình sẽ có cầu chì ngay để thay. Tiếp tục cuộc hành trình, tiếp theo là mình đem theo cái máy OBD. Máy OBD là để cắm vô để test nếu lỡ tự nhiên đang chạy và nhảy cá vàng ha, thì ít nhất là mình biết được cái lỗi của xe đang báo là cái gì để mình giải quyết, hoặc là mình dừng lại mình kêu cứu hộ, hoặc là mình tự xử lý chạy tạm đến những trạm dừng nghỉ để mình làm việc tại đó, xử lý tại đó. Thì hiện tại là mình đã chạy được 64 km, và trên chuyến hành trình từ Sài Gòn đi Đà Nẵng thì là bao nhiêu em, gần 650 cây đúng không? Yes. Thì theo dự đoán của tụi mình là với mức trung bình mà chạy trên cao tốc này là mình set cruise control rơi vào khoảng 80 km/h, nó sẽ có những đoạn bị giảm xuống, tuy nhiên trung bình cao tốc sẽ là 80, dao động quanh đó, thì mình sẽ đến được Đà Nẵng rơi vào khoảng đâu đó hy vọng là 10 giờ 11 giờ đêm. Sẵn tiện trên quá trình chạy những cái cao tốc như vậy thì mình sẽ test xe. Các bạn không thể nào mà các bạn đến mua xe xong các bạn kiểm tra nói là gầm bệ ngon, keo chỉ zin, không mất một tấc, mấy thằng đó là mấy thằng sầu quần hết thiệt. Mình đem cái xe này ra mình chạy trên cao tốc, mình sẽ set cruise control và mình thấy được là con này vẫn vận hành cái cruise control ngon lành. Hiện tại mình đang đạp chân ga nha, nhưng mà mình sẽ lách vô cái làn phải, rồi sau đó mình set cruise control bằng cách mình đẩy cái cây phía trên này, quay đây nè, đẩy cái cây ở đây đó, cruise control mình bỏ chân ga ra, mình sẽ set ở mức là 80 km/h, và sau đó mình không còn đạp chân nữa. Đây thoải mái, mình chỉ canh cái chân thắng thôi, thì phía trước di chuyển bình thường. Các bạn thấy kìa, Phan Thiết Dầu Dây này nọ, thì cái việc bây giờ của mình là canh cái chân phải để đạp thắng, và canh những đoạn nào giới hạn tốc độ trên cái cao tốc Dầu Dây Phan Thiết rồi Cam Lâm Vĩnh Hảo, đoạn núi này nọ rất nhiều cái để xử lý tình huống nếu có phát sinh. Còn lại thì chuyến hành trình này mình sẽ ra tới Đà Nẵng để ngắm lễ hội pháo hoa và sẽ giao lưu với một số anh em ở ngoài đó, có thể là nhậu nhẹt, có thể là cà phê, rất bình thường. Một người bình thường chúng ta sẽ nói về rượu bia như những người lớn, chứ không có vấn đề gì mà phải chê trách hay là gọi là cổ suý tiền xấu gì cả. Rượu bia là bình thường, nhưng sử dụng sao cho nó hợp lý, đó mới là tư duy của mọi người nha. Mấy bạn ha, thì hiện tại là các bạn sẽ thấy đây là khoảng chừng 2:15, tức là tụi mình di chuyển là từ khoảng 11 giờ từ Sài Gòn, có dừng tí xíu ở chỗ trạm dừng nghỉ Long Thành Dầu Dây để đổ xăng và đi tiếp. Đến thời điểm hiện tại là 2:15 thì tụi mình đã di chuyển được 202 km trên tổng số quãng đường đi từ Sài Gòn đi Đà Nẵng sẽ rơi vào khoảng 800 km. Hiện tại mình vẫn đang trên cao tốc Cam Lâm, thì chưa tới mà đúng không, chưa tới Cam Lâm Vĩnh Hảo, Dầu Dây Phan Thiết thôi, đang trên này. Thì xăng mình hồi nãy đổ là 800 ngàn, và đến thời điểm hiện tại nó hụt khoảng chừng 1/8, tức là nôm na là theo mình tính nhanh nha, thì cái để đi con Mercedes này từ Sài Gòn
ra Đà Nẵng thì mình sẽ tốn rơi vào khoảng 2 triệu tiền xăng. Mình đoán như vậy thì thực ra là cái này là anh chủ xe anh cũng sẽ chịu cho mình thôi. Tại vì mình chạy để test mà nó phải tính cái tỷ lệ, cái gọi là cái gì, cái chi phí mạo hiểm. Ví dụ mà xe đang chạy gì đi, bị vấn đề gì là mình phải ôm cái xe về lại Sài Gòn luôn. Hoặc là cứu hộ, mà các bạn nhìn đi nè. Cái này là nếu mà ai đã từng đi cái cao tốc này rồi thì các bạn sẽ hiểu là gần như rất khó để các xe cứu hộ có thể tiếp cận. Phải đi rất là xa và rất là mất thời gian. Thì nãy giờ tụi mình di chuyển trên này là ngoài những cái vấn đề về biển báo mà các bạn có thể coi trên fanpage mà mình chia sẻ, đó là giới hạn tốc độ này nọ, thì có những chỗ như là cái điểm dừng nghỉ thì tụi mình đi qua rồi, đi qua cái điểm dừng nghỉ luôn, và cái chỗ đó nó giảm tốc độ từ 90 xuống còn có 50 cây số một giờ. Phải bùa bò qua nha các bạn, cẩn thận chỗ đó, có thể bị bắn tốc độ chỗ đó, phạt nguội nha. Còn thời điểm hiện tại là mình sẽ tiếp tục chạy tiếp, tại vì hiện tại là xe chạy rất là êm nè, rồi các bạn thấy là trời cũng mưa nè, đang mát mẻ nè, phía trước là đi về hướng Phan Rang hả? Em đang nói về Phan Rang đúng không? Đúng rồi, đang từ Bình Thuận ra Phan Rang, Ninh Thuận. Rồi các bạn ha, thì hiện tại là tụi mình đã di chuyển đến Nha Trang và chạy liên tục là 374 km từ Sài Gòn đến Nha Trang, và tổng thời gian di chuyển liên tục luôn cộng thêm 30 phút, khoảng 30 phút ở trạm dừng nghỉ, là hiện tại là đã tốn 5 tiếng 7 phút, tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 7.4 lít trên 100 cây với cục máy V6 này và đi cao tốc liên tục. Còn hiện tại là tụi mình rẽ từ cao tốc đi xuống đây là hướng vô Nha Trang để vừa nghỉ ngơi một tí xíu, vừa ăn hiện tại là như bạn thấy là 4:30-5 giờ, thì coi như là ăn chiều ăn tối một cái, rồi nghỉ ngơi khoảng chừng 45 phút, rồi tụi mình sẽ tiếp tục đi ra Đà Nẵng. Thì mình vừa mới cập nhật cho các bạn thấy thông số này nọ, thì tiếp theo thông tin về thông số thì đó là mức phí cầu đường. Thì mức phí cầu đường mà lúc nãy mà mình từ cái cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo này nọ mình rẽ xuống Nha Trang đó, là trạc phí trên xe này từ Long Thành Dầu Dây đến đây là 196 không em? 196.000 400 đồng, cho tròn 200 nghe ha, 200.000. Rồi mức phí chỗ Long Thành Dầu Dây quẹo qua thì nó trạc phí khoảng 80 mấy ngàn, là khoảng 280. Rồi mình tốn thêm khoảng 10 mấy ngàn chỗ cầu Phú Mỹ, thì nó mình sẽ làm tròn là 300.000. Vậy thì với một cái thực tế mình đang trải nghiệm trên một con xe di chuyển là mất 5 giờ, có thể là 5 tiếng rưỡi từ Sài Gòn đến Nha Trang, quận 7 đi đến Nha Trang, thì tổng chi phí là 300.000 đúng không? 300.000 chi phí cầu đường, và thời gian đi là cho là 5 tiếng rưỡi là đến được Nha Trang rồi. Các bạn sẽ không phải đi ở quốc lộ 1 như ngày xưa, rồi các bạn không phải sợ hãi về những zone 50, zone 60, rồi các bạn sẽ không phải sợ hãi về những tự nhiên đang chạy có ông chấp chấp đèn kêu các bạn tấp vô, thì ông nào thì mình không biết. Nói chung là các bạn đi xe nhiều các bạn sẽ biết ha, trên khu vực quốc lộ. Còn đi trên cao tốc là mình set cruise control một cái là không bao giờ sợ về vấn đề tốc độ nữa nha các bạn. Ngoại trừ có một số điểm nó chưa hoàn chỉnh trên cao tốc, đó là những trạm dừng nghỉ mình gọi là đang trong quá trình thành hình, cũng giống như đang trong quá trình quy hoạch, thì những đoạn đó người ta giới hạn tốc độ 50,
60 thì cái đó các bạn phải nhìn từ xa và các bạn giảm tốc, còn không các bạn chạy quá tốc độ thì bạn sẽ bị phạt nguội thôi ha. Ok, trước mặt thì tụi mình còn khoảng chừng 15 cây số nữa là sẽ đi vô tới Nha Trang, tụi mình sẽ nghỉ ngơi đó, ăn ăn gì em, bún cá hay gì hả? Bún nem nướng. Ok, và nghỉ ngơi ở Nha Trang khoảng 45 phút rồi sau đó tụi mình sẽ tiếp tục di chuyển ra Đà Nẵng, và hiện tại cái km trên xe là 375 km. Ok ok các bạn, thì hiện tại là tụi mình đang đã đến được Quy Nhơn sau khi nghỉ ngơi ở chỗ Nha Trang. Từ đi trong thành phố nên tôi quen đường nha các bạn, các bạn thông cảm. Thì như bạn nhìn thấy đây, em quay gần cái đi, chạy liên tục 558 km, và thời điểm hiện tại còn cách Đà Nẵng khoảng chừng 300 mấy, gần 400 cây nữa, và thời gian chạy liên tục là 9 tiếng, cũng như là mức tiêu hao nhiên liệu đang rơi vào khoảng 7.8 lít. Ok ha, thì mình nghĩ là khoảng chừng như dự tính là khoảng 1 giờ đêm là tới được Đà Nẵng. Và ngoài ra mình muốn chia sẻ với các bạn là nó thế này. Lúc đầu nếu các bạn coi từ đầu clip, các bạn sẽ nhớ là nó có cái miếng này nè. Cái miếng này nó kẹp ở đây nè. Đây là một cái miếng vô dụng các bạn. Tại vì á, các bạn kẹp vô thì nó đẹp, nhưng thực tế khi các bạn sử dụng á, các bạn sẽ đánh lái rồi các bạn buông tay để tức lái nó tự trả, thì các bạn sẽ cần cái vô lăng nó trơn trượt, đúng không? Tức là nó liền lại, chứ không phải nó trơn trượt, nó liền lại cái khi các bạn vuốt nó thích. Thì ông nội trước kẹp này vô, còn hình như có tí keo nữa, nên các bạn sẽ thấy nè, em ơi, gần này những cái vết hõm trong một thời gian dài nó bị bó vô, thì mình đã chính thức tháo ra cho chủ xe mới, và mình chạy với là cái vô lăng trần để đến được Đà Nẵng. Và hy vọng rằng trong quá trình mình vận hành 900 km tổng cộng, và với đâu đó khoảng chừng là 600 km, tức là mình bỏ từ trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo lận, thì nó sẽ ít nhất nó phẳng lại cho anh chủ xe, và ở những mấy đi ngang đội giao thông chắc bắt tốc độ ở đây. Và với những cái vết lõm ở đây nè, các bạn nhìn thấy hay là do thời gian dài cái miếng đó nó kẹp vô thì làm lõm cái da, thì mình sử dụng rồi nó sẽ phòng lại cho chủ xe ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi gần như ra khỏi đây là Quy Nhơn rồi đúng không? Phú Yên giáp Quy Nhơn. Phú Yên thị xã Sông Cầu rồi nè. Thì tụi mình sẽ tiếp tục di chuyển, và hiện tại quên update với các bạn nữa là mình mới đổ thêm 1 triệu tiền xăng. Là hồi nãy khi mà mình đổ là cái kim nó lên gần mức 1 luôn, tức là mức full luôn, full xăng luôn. Tức là tổng cộng đến thời điểm hiện tại là mình đã đổ cho chiếc xe này là rơi vào khoảng 1.8 triệu tiền xăng, và chạy đang là 559 km, và còn 1, 2, 3, còn 3 mức xăng của cái bình này, là mình tin rằng có thể là đến luôn được tới Đà Nẵng mà không cần đổ xăng nữa nha. Update thu phí đèo cả không ạ? Đúng rồi, còn nữa, hồi nãy mình có kể với các bạn là khi mình đến tới Nha Trang là mình rời khỏi cái cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo này nọ, thì tổng số tiền phí cầu đường mà mình đã chi là 300 mấy, tròn 300. Thì hồi nãy là tụi mình đi qua cái đèo cả, hầm đèo cả thì đúng hơn, thì cái tiền phí là cộng thêm là một khoảng 108 ngàn nữa, mình tròn 100 đi cho dễ nhớ, thì tổng cộng tiền phí đường bộ vào thời điểm hiện tại là 100 ngàn rồi, và anh bạn chủ xe đã nạp tiền cho mình là 500, còn được 100 ngàn để đi đến Đà Nẵng á nha. Rồi ok các bạn, bye nha. Mọi người thấy trời sáng rồi ha. Thì hiện tại là em hơi đưa này ra phía trước này tí nè. Ngon. Đó rồi. Thì lâu mình chỉnh lại góc quay cho mấy bạn nha. Rồi, để vậy đi. Thì hiện tại là mình đã ở Đà Nẵng và đã nghỉ lại đến Đà Nẵng vào lúc khoảng 2 giờ sáng hôm qua. Thì hiện tại là 9 giờ, gần 9 giờ mình đang đi đến, như các bạn thấy đây trên Google Maps ha, mình đang đi đến cái chỗ để, do là sáng thứ bảy mình phải gặp cái anh chủ xe rất là sớm để có thể ký cái giấy mua bán cho ảnh. Đồng thời quay cho các bạn thấy là hiện tại mình đang ở Đà Nẵng và cái chuyến hành trình của mình chậm đây nè. Chính xác là 928, cho tròn là 920 km đi nha, 8 cây số hoặc là tròn 900 luôn, là chạy 15 tiếng, đâu đó rơi vào khoảng 16 tiếng đi, hoặc là 15 tiếng rưỡi tùy các bạn cân chỉnh, và 8 lít trên 100 km. Ok, vậy thì các bạn sẽ thấy được điều gì ở đây? Độ ăn uống của con này là không quá cao, với cục máy V6 M272 2.4, 2.3 này, tổng chi phí cầu đường này nọ thì chi phí lần cuối cùng cao nhất trong các cao tốc mình đi là cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng,
là 260 mấy ngàn á, quên mất rồi, thì mình phải nạp thêm tiền thông qua ứng dụng ví để thanh toán, và rất là nhanh nha, vừa nạp xong cái là vô cái là đi luôn, thì 262 ngàn, và tổng chi phí toàn bộ về cầu đường nó rơi vào khoảng 800 ngàn, khoảng 800 ngàn là từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Tổng tiền xăng tính đến thời điểm hiện tại mình chưa đổ xăng, nhưng bạn đã nhìn thấy là cũng cái cục xăng là còn 1/4, là mình đã xài là 1.800.000 tiền xăng. Và do cái việc di chuyển trên đường là mình luôn căng chỉnh ở mức là chạy 50-60 không hơn, nên cái vấn đề về bị mấy anh ngoắt vô để mời sữa buổi tối thì không thấy nha. Ngoài ra thì trên đường đi là mình bị chậm, là tụi mình bị chậm lại một tí, vì trên đoạn đường tụi mình đi có một cái xe khách nó chạy phía sau lưng, sau đó nó bấm còi, mà các bạn biết rồi, giống như tuyến đi Đà Lạt vậy đó, bấm còi mà còn đá pha, bấm mà dí sau đít của chiếc sedan, nên mình chạy đầu tiên là mình chạy lên ở bên trong, không chạy lên bên ngoài, bên trái mình chạy lên bên phải. Cái thứ hai là mình chạy đúng tốc độ 50 km/h trên đoạn đường đó, và mình không cho xe đó vượt, bởi vì mình hai cái nhu cầu đó được đáp ứng là chúng ta phải làm đúng trước đã. Thì cái thằng xe đó mới chạy mất dạy sau khi vừa vượt qua một cái đi qua một cái trạm giao thông đứng chốt trên đường trước khi đến cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng, thì cái thằng xe khách đó nó mới vượt được lên và nó chặn đầu mình đứng giữa đường cãi lộn. Và mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn, kinh nghiệm khi giải quyết những vấn đề đó là các bạn phải biết chắc các bạn làm đúng trước đã. Còn cái thằng đó, nó thẳng một cái thằng tài xế đó, nó xuống nó chửi, nó đánh, nó gõ xe này nọ, các bạn cứ lẹ nhẹ nhàng quay clip lại. Những vấn đề đó nếu làm hư hại tài sản trên 2 triệu đổ lên là có khả năng ngồi tù nha. Cứ để bọn nó làm đi, các bạn đừng có mở cửa, đừng có cãi hết, cùng lắm hạ cái kiến tí xíu nói chuyện để cho nó nghe thôi ha. Rồi, hiện tại các bạn quay cái này, em cầm lại đi, cầm lại chắc đi cho đỡ mỏi tay. Hiện tại chúng ta còn cách là 1.5 km nữa để đến chỗ anh bạn Đặng Hải Minh. Thì thôi em cứ cầm quay cho full zoom đi. Rồi ok mấy bạn, hiện tại là tụi mình đã đến phòng công chứng rồi nha. Đại đủ biết vậy em cầm cái máy đi quay, ai biết ổng đâu. Ê chủ xe, không tại vì mình còn bị thiếu một đoạn tính không thấy đó, toàn bộ đây có hẹn với mọi người quay clip là đi trên xe từ đó ra là đem theo gì cũng sợ lắm chứ bộ ba. Em cầm cái đi quay đoạn này đi, cũng sợ lắm đem theo nè. Như mọi người thấy nè, mình em đúng có cái máy OBD nè, còn cái này là chưa dán để cho chủ xe tự dán qua. Dán đây. Em theo cái bịch cầu gì là em cũng sợ lắm, đồ điện tử này nọ ha. Còn lại cái những cái gì ở phía dưới là cho bên bán lại cho bàn giao cho mình, và bây giờ mình bàn giao cho anh bạn chủ xe. Thì chỉ có cái này bị lai nè, thiếu cái này bị lai nè, cái này không phải của nó nè, cái bên mở mà thì nó xài cũng được sao hết. Thì mới nói chung là còn rẻ quan, là bộ xe là chỉ ngoại trừ tối qua là bị xe khách nó chặn đầu thôi, thì nó phải mất dạy. Tại trên xe là mang từ Sài Gòn 900 cây số ra là gì? Bụi á, bụi dòng Việt Nam ra tới miền Trung. Không nè, rồi ok. Đi trên đường á, lúc mà vô tới Đà Nẵng á, với lại ở cái Quảng Ngãi á, nhiều người nhìn lắm. Nên thắc mắc là tưởng xe bị ra khói cái gì chảy nhớp. Còn thì á, nó sẽ làm gọn lại nha. Đó. Có gì là bằng giao đó. Rồi, sửa gì cho con. Ngoại trừ nó còn một, nó còn hai thứ, tự là cái này là không quay cho mình bạch quan thôi, là cái lồng xăng với bơm xăng, thì cái đó là khi nào về thì tức là nó còn hai quan, phải là khi nào về hai quan, khi nào xong thì mình sẽ tiết dần tiết kiệm ra cho Hiếu, rồi đúng đỉnh thì thay, tại vì chạy 900 cây số mà đã tới đây thì mình cũng rất là phải bơm xăng ổn sao vậy ha. Rồi bye bye. Rồi các bạn, thì kết thúc cái clip phần 3 của việc chăm chiếc C230 này rồi em. Chiếc C230 này thì tụi mình đã đi ra tới Đà Nẵng ha. Tụi mình đã bàn giao xe. Tụi mình ngày hôm nay là ngày Chủ nhật và tụi mình sẽ bay về lại Sài Gòn. Nhưng mà có một cái điểm mà mình bị vướng mắc, và mình cũng muốn chia sẻ lên cái clip này để cho các bạn cũng nắm luôn. Trong tương lai nếu các bạn có tiến hành mà giao dịch xe này nọ kiểu ở xa đó, thì các bạn sẽ hiểu. Đó là khi mà chiếc xe là thuộc sở hữu của người A, ủy quyền cho người B, người B ủy quyền lần hai cho người C là mình, người C là mình, thì với tinh thần là mình là người được ủy quyền, mình dự tính ra Đà Nẵng mình sẽ lấy cái ủy quyền lần hai đó mình làm hợp đồng mua bán cho người D, người D là anh bạn chủ xe. Nhưng những phòng công chứng ở Đà Nẵng đều từ chối, bởi vì một lý do là họ cần phải xác minh là cái người A này còn sống hay đã chết rồi, tùm lum tùm la hết nhiều thứ lắm,
thì mình thấy nó rắc rối, nên mình mới thỏa thuận với lại anh bạn chủ xe là bây giờ mình sẽ đưa cái căn cứ công dân của mình, photo công chứng để anh bạn cầm và sử dụng cái xe. Trong tương lai nếu anh bạn có dịp đi vô Sài Gòn thì sẽ cầm hết bộ hồ sơ cái ủy quyền lần hai của mình vô Sài Gòn và mình làm cái hợp đồng mua bán cho anh bạn chủ xe ở trong Sài Gòn luôn cho nó tiện nha. Mình sẽ giải quyết được vấn đề là có xe để chạy, sở hữu tài sản. Về vấn đề pháp lý thì mỗi bên 50-50 nương nhau, gọi là nương nhau mà sống nha. Em chỉ 0.5 là được rồi đó. Ok. Thì mình muốn quay lại lần cuối cho các bạn. Đây là những cái đồ mà tụi mình đi mình với hàng đính kèm của mình đang quay giùm, hàng đính kèm cục nợ tụi mình la đó. Thì đi kèm là đi như vậy và bay về là mỗi người 7 kg đúng không em? 7 kg. Đồ đạc mọi thứ ok hết. Mọi thứ nguyên bản y như lúc mà mình lấy xe và tới đến thời điểm hiện tại là mình giao xe. Rồi, có một cái nữa là mình thấy rất là thích cái màu này nha, mình nhắc lại lần thứ chắc lần thứ 2 thứ 3 trong cái clip này rồi. Mình rất thích màu này. Rất là ánh hồng kìa. Không, lên màu hồng không? Đó, các có. Bạn nhìn trời có khi nó ra màu xám mà rủ có khi nó ra màu hồng. Chiều tối hôm qua tụi mình ngồi ở bãi biển ở ngoài Nguyễn Tất Thành đúng không em? Đúng rồi. Nó ra màu hồng. Nó bó tay luôn á. Quá đẹp. Mà đẹp nha. Đẹp. Với lại có một cái nữa nó ăn gian được cho các bạn, đó là cái màu này nè. Tính từ thời điểm mình đến Đà Nẵng vào 2 giờ sáng hôm qua thì mình chưa hề rửa xe gì hết nha các bạn. Chưa hề rửa xe nè, mâm lớp này nọ nè. Chưa hề rửa xe vẫn còn bụi nha. Đó. Thì màu này nó không bị lộ bụi như cái màu trắng. Đó là như cái màu đen, nhuyễn xe màu đen nha. Rồi tiếp đi em, quay đâu cái này nè. Hiện tại là mình đã gói đồ xong hết rồi. Mình đem về cái OBD, mình đem về cái bịch cầu chì và mình đóng gói lại. Việc mình để còn lại chỉ là cái logo C300 cho anh bạn sẽ tự dán chiếc xe. Chiếc xe thời điểm hiện tại đang là cái logo C230. Nhưng mà người ta cũng biến tấu nhìn rất là vô duyên nè. Đó, nên sẽ lột. Nè các bạn có thể thấy dấu hiệu của quãng đường 900 km nè. Bụi nó bị cuốn vô phía sau nè. Đó. Bụi nè, chạy 120 trên cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng nè. Đó, bụi nè. Rồi, ok. Ha. Rồi hiện tại là mình coi như cái đoạn này, đoạn cuối này của clip chính là kết thúc cái series 3 phần. 3 phần để chăm sóc chiếc W204 này và cốt lõi là anh chủ xe vẫn là tạm ứng niềm tin. Giao dịch dựa trên niềm tin. Và khi mình đến Đà Nẵng này thì có những vấn đề phát sinh thì hai anh em mới ngồi xuống và thỏa thuận với nhau cũng dựa trên niềm tin. Cái đó là cái thứ mà các bạn rất khó để xây dựng, mà để xây dựng được nó thì bạn sẽ phải xây dựng trên sự thật, sự chân thành và nhiều thứ khác nữa, có tính minh bạch trong đó nữa nha. Ok, bye các bạn, tụi mình sẽ đi ăn sáng bữa cuối cùng ở Đà Nẵng và lên đường quay về Sài Gòn để có nhiều cuộc chơi khác ở Sài Gòn đang chờ đón mình ở đó. Bye.